vụ cho bà con nông dân. Thì đây là quá trình của chú Xanh ở Buôn Hồ, thì chú đã sử dụng thuốc sinh học của bên công ty. Thì cho chú xin ý kiến về cái cảm nghĩ của chú khi mà sử dụng thuốc bên con rồi chú. Khi mà sử dụng thuốc này thì tôi thấy trái chanh bóng mượt, quả to. Ví dụ như là thế này, bóng mượt tròn trái, láng da. Rồi thứ hai là cái chú thấy cái sản phẩm bên con thì nó có ưu điểm và nhược điểm như thế nào chú? Nó có ưu điểm là nó làm trầu đột ra nhanh, làm bông nhanh, chỗ bông đều, bông rất đẹp, bông rất đều. Thì thứ nhất á, thì bên kỹ thuật con thì hồi trước á vườn chú rất là nó vàng đúng không? Đúng rồi, vàng rất vàng. Nói chung là rễ là nó có một số thành phần là bị thối gốc, nhưng mà qua được cái đội ngũ bên con, chú thấy cái lúc mà xuống tư vấn kỹ thuật thì nó như thế nào chú? Thì chú đổ hay được thuốc gốc đó thì chú thấy chất lượng cây giống cải thiện. Khi mà rễ không bung được, bây giờ rễ bung đều, ngọn phát triển đều. Như thấy mấy cái này rất là đều này, trước thì nó đâu có đều đâu, nay rất là đều. Bữa nay là ra cành đều, đọt đều, bông đều, bông đều. Mà khi vừa nuôi trái vừa làm đọt vừa làm bông. Thì bây giờ chuẩn bị ra thì bữa nay đã bên công ty con xuống kiểm nghiệm để lấy ý kiến của bà con nông dân. Nhất là cũng xuống kiểm tra lại vườn của chú là sau 2 tháng thì thấy nó cũng rất là hiệu quả. Còn chúng vài bữa nữa con sẽ tư vấn về cái cỏ này. Cái cỏ này con sẽ cho phun cái thuốc sinh học vì cỏ nó sẽ không độc hại, không bao giờ gây hại cho người chúng ta, lại là ảnh hưởng đến sức khỏe của người. Thì chú cảm nghĩ như thế nào một lần nữa về cái 2 tháng mà bên kỹ thuật con xuống vườn, nhất là cái tư vấn bên công ty đối với chú thì nó có nhược điểm và có cái động lực gì cho chú không? Nếu như thật sự mà nói ra là về làm cây chanh á, thì làm qua sinh học rất là hiệu quả, vừa cho người nông dân cái lợi hại về sức khỏe, rồi sau đó là cho cây trồng, cho trái ăn, nó chất lượng hơn mà nó không bị chất hóa học. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu như mà phun cỏ sinh học thì nó đỡ cho người đi vào lao động hàng ngày, nó không hại cho sức khỏe con người. Hơn nữa là sinh học hiện bây giờ là người ta vẫn có 2 loại thuốc, thì tôi thấy rất hiệu quả, vừa diệt mầm mà vừa diệt cây, rất là hiệu quả. Cho nên từ chỗ đó là tôi tin tưởng vào công ty để nhờ công ty về hỗ trợ vừa thuốc và vừa phân, bên kỹ thuật nữa và vừa kỹ thuật. Thì bên chính sách công ty chúng con là phải 2 tháng khi mà chanh đã vô vào kinh doanh á, con phải xuống kiểm tra và lấy lại những ý kiến của nông dân để nông dân không có thắc mắc về cái những cái yêu cầu khi mà đặt ra, và tới cái bước hoàn thành á, nếu nó không có được như mong muốn thì sẽ như thế nào. Thì qua đây thì chú dẫn đi xem hết cái mô hình của chú, xem cái đoạn nào nó chưa được hoàn hảo hoặc là nó đã hoàn hảo hết thì chú cho con ý kiến. Nói chung là trong vườn chanh của tôi làm đây á, thì thật sự ra là đến bây giờ nó hoàn hảo 100% thì cũng chưa có, phải nói thật sự vậy. Nó cũng có một đôi chòm, đôi dây, gọi là vẫn còn có một số ít bệnh. Thế như thiết nghĩ là bên hỗ trợ sẽ hỗ trợ cho tôi điều hành và bán các cái loại thuốc để cho tôi về vừa chế vừa phun. Chú dẫn cho đi xem một số chỗ cái điểm đó cho chú. Lúc mà con xuống tư vấn kỹ thuật cho chú á, là cái đoạn này nó bị sáng hết đúng không? Nó bị sáng đột và sáng nhiều. Yeah. Chứ không phải là sáng ít như thế này. Yeah. Nhưng tôi mới sử dụng qua một đợt thì bữa nay thấy đột trở lại. Chưa gọi là 100%. Yeah. Nhưng nó đã lại được cỡ 50%. Nếu như tôi sử dụng thêm một đợt nữa thì có khả năng là nó sẽ trở lại 100% như các đoạn này. Yeah. Do cái quy trình thuốc của bên con á là nó quy định trong vòng là 4 tháng, từ 2 đến 4 tháng
Nhưng đây con kiểm tra mức là 2 tháng nhưng nó không hạn như thế này á. Theo chú thì đã thấy nó ok rồi. Nhưng chú cứ tiếp tục sử dụng thuốc con đúng 4 tháng nữa thì những cái này nó sẽ ra về ban đầu hết. Nó sẽ ra xanh như vậy hết nè, không bao giờ bị đấy. Trái rất là phun mượt đó. Thì chú xem, trái con này xử lý trái chú lưới bông là rất là đẹp. Rồi nếu như vậy thì tôi mong bên kỹ thuật sẽ xuống hỗ trợ cho tôi tiếp để tôi chu toàn trong cái vấn đề là cái đọt chanh vừa lên đây. Thì nói chung là bên cũng con cũng tới khảo nghiệm, cũng lấy ý kiến của bà con nông dân. Nên một lần nữa thì cũng cảm ơn chú đã có ý kiến cho bên con và cái cảm nhận về cái vườn chanh sau 2 tháng mà bên con đã phục vụ, bên trái cây theo mùa đã phục vụ cho bà con Hoàng Hảo. Chú cũng Hoàng Hảo, cảm ơn chú ạ. Rồi. Thôi, tôi rất cảm ơn đội kỹ thuật của trái cây theo mùa Đắk Lắk. Thì con cảm ơn chú ạ. Thôi, xin chào chú nha. Vâng. Và sau đây là một trái cây theo mùa Đắk quay về toàn bộ cái mô hình của bà con nông dân đang sử dụng cái mô hình mà trồng sen này nè. Hỏi bà con xem nè, sen như tiêu, chanh dây, sầu riêng. Thì vườn chanh này đã được xử lý cho bên đội kỹ thuật bên trái cây theo mùa Đắk Lắk. Thì trái rất là đẹp, xanh, bóng lá như cảm nhận của nông dân ban đầu nói. Thì bà con cứ xem hết clip này, toàn bộ đây là cái quy trình mình hướng dẫn bà con xử lý một cái vườn chanh rất là đẹp và xanh mượt. Thì cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi cái clip này khi mình quay lại để cảm nhận của một bà con nông dân khi sử dụng thuốc bên mình sau 2 tháng. Đó là về tiêu, về chanh dây thì cây này cũng xanh và tươi tốt và rất là đẹp. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi.